Ừ, chào các anh chị nha hôm nay là anh chị nào sẽ giúp thầy Thành vậy thầy Thành ơi hôm nay chị Bích uh, Bích bận thì Bích uh... à Tuyến hả em rồi right. yeah. thầy Thành ơi thầy Thành uh... thầy Thành có ở đây chưa để uh... để để cho tuyến làm cầu host nha rồi mình uh, mình xin hoạt lớp một chút ha uh, trong bốn mươi mấy anh chị đây nè có bạn nào sẽ không đi học thực hành không hay là tất cả sẽ đi học thực hành uh, thì uh, bữa bữa học thực hành tại, uh, mình sẽ học vào lúc uh, À, bạn Cường hả Rồi có bạn Cường ở Hà Nội rồi à, à, mình sẽ học vào lúc khoảng 9 giờ nha, 9 giờ cho đến 12 giờ nhưng mà mọi người sẽ đến sớm một chút đi đến sớm vào khoảng 8 rưỡi à, để mình à, gặp gỡ trao đổi trò chuyện với nhau à, buổi à, buổi sáng đó thì à, thứ sáu thứ sáu thì thầy thành sẽ đến à đến cái địa điểm lớp học trước thầy Thành ha. À, bạn Lê Xuân Trường nha, Trang ha. À, rồi à, bữa đó thì bạn nào, à, bạn nào tình nguyện mang mang một cái phone, mang một cái cây tripod gì đó, rồi à, để à, mang cái phone có thêm sạc dự phòng để quay lại, record lại ha cho các bạn ở xa tham dự rồi à, thì bạn nào xung phong làm việc đó thì có gì uh, sẽ uh... à chị hồng châu hả hồng châu mang cây hả rồi à, tình hình áo thế nào rồi lan ơi đặt rồi hết đúng không em tức là bữa đó là bữa đó lan mang đến lớp luôn phải không ừ rồi à... rồi à... rồi sao à... rồi à, buổi buổi sáng thì mình à... mình sẽ học lý thuyết À thành ra là mình sẽ học trong cái, mình học lý thuyết trước buổi sáng rồi sau đó thì cái phòng nó, uh, sau đó thì buổi chiều với ngày thứ bảy á, ngày Chủ nhật á, thì mình sẽ uh, đổi qua cái phòng rộng hơn để mình có chỗ để thực hành. Rồi, thầy Thành ơi, thầy Thành có, thầy Thành có đây chưa? Thầy thấy thầy Thành có đây rồi nhưng mà, à... Uh hạn cái thời hạn mà mình nộp cái bài tiểu luận đó cô bạn nào eco dữ vậy <laughs> rồi bạn nói đi à. thời hạn nộp bài tiểu luận hả ủa? bài tiểu luận này à, mình à, để xem chắc là cho mấy bạn à, tùy thầy thành quyết định thôi là ủa sao cái cái hình Yeah. Thì, thì thành quyết định là xem các bạn nợ nhưng mà bữa đó là các bạn mang cái sản phẩm của mình đến ha à, mỗi bạn sẽ um, sẽ cũng mang một cái sản phẩm cũng do là cái um, cái mô tả sản phẩm ví dụ như là mình làm uh, sản phẩm đó là từ cái thảo dược nào uh, cái gọi là cái gì định lượng như thế nào và theo cái bài học của mình ấy, thì công dụng của cái đó nó là gì à, rồi nếu như mà các bạn có tham khảo nguồn gốc à, của cái công thức đó ở đâu chẳng hạn thì mình cũng ghi rõ cái nguồn vô để cho mình à, để mai mốt mà nếu như mà cái sản phẩm đó của các bạn sẽ được à, chọn là đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở thì lúc đó mình sẽ có đủ những cái thông tin để cho các bạn bảo vệ đề tài à như là một cái đề tài nghiên cứu khoa học của cái môn uh, uh, dược liệu của mình ha à và bác lại được công nhận là là tác <laughs> giả của đề tài đó rồi ừ. rồi thầy à uh, thầy thành sao lúc ẩn lúc hiện <laughs> thầy thành ơi sao sao cái cái uh, cái video cái camera của thầy thành hôm nay lúc ẩn lúc hiện yeah. chắc thầy thành bỏ cái uh, bỏ cái gì ta? Bỏ cái gọi là virtual background hả? Để thấy nó lúc ẩn lúc rồi. rồi các anh chị còn hỏi gì nữa không? Thì mình sẽ tranh thủ mình học hai ngày đó nha. À trên tinh thần là à, nếu như mà cái giờ học nó gọi là bị trễ hơn so với cái giờ mà bạn tổ chức uh, <laughs> dự kiến thì mọi người cũng thông cảm ha. Nói chung là mình trên tinh thần là hai ngày đó là mình dành cho nhau và mình dành cho cái việc học. Thành ra là giờ giấc À, mình à, lỡ có trễ chút thì cũng không có phiền nha Rồi, à, các bạn có hỏi gì nữa không? Nếu không hỏi gì thì à, thì chắc là để thầy đàn à, bắt đầu lớp Dạ cô ơi, em hỏi các chút Các bạn có hỏi gì hỏi... nữa không? Cái, cái bài tập mà làm thuốc xoa bóp á, thì là cần phải ngâm khoảng 7 ngày á mà thời gian em ngâm thì nó chưa đủ thì em có thể xin trước danh sách của các bạn Hồ Chí Minh xong rồi em sẽ nộp gửi các bạn cái hũ để các, các anh chị feedback sau được không ạ? Được, nếu mà mấy bạn đó đồng ý thì thì cô Đức đồng ý thôi. À. À, tức là bạn dạ, nào tắm mà... biển không 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 à. chưa coi cái clip tắm biển hả gì lắm dưới tắm biển gì nữa à. dạ cô đức ơi cái phần cái cái mô tả của cái sản phẩm của mình á là in ra dưới trên giấy hay là chiếu bao bôi lên vậy cô À, lúc bữa đó là chiếu bao boy lên bạn anh bạn cứ nộp thành giống như file phải đi không chắc tức là sao nếu như mà bạn bỏ vô cái sản phẩm á nó giống như kiểu giống như là toa thuốc á thì bạn bỏ trong cái ra một cái tờ giấy bạn bỏ trong cái sản phẩm để đưa cho mọi người thì nhiều khi bạn đưa sản phẩm thì cũng phải uh, nói rõ cho mọi người là cái sản phẩm này làm từ gì công dụng như thế nào đúng không giống như kiểu mình đi mua một chai thuốc ở ngoài uh, ngoài điểm thuốc vậy á nó cũng phải có uh, nó cũng phải có mô tả đúng không? Còn nếu như mà gọi là cái bữa mà gọi là cái bữa gọi là báo cáo nghiệm thu á thì bạn sẽ bỏ lên PowerPoint hoặc là bạn bỏ file PDF giống như vậy nè. Rồi bạn chiếu dạ. lên màn hình. Nhưng ừ. mà cái hôm thứ bảy với chủ nhật là chưa có chưa có cái báo cáo đó đúng không cô? Chỉ là mang Không không, thông hôm, thông hôm, mô hôm tả thứ bảy. Lên. Đúng rồi, hôm thứ bảy với chủ nhật đó thực ra là là mình vẫn học từ thầy Thành học theo cái kiểu gọi là học thực hành. Tức là mình chú trọng học thực hành nhưng mà mình tận dụng cái cơ hội là mọi người sẵn mọi người ở đó mọi người gặp nhau thì mình sẽ tạo điều kiện cho mọi người là mọi người sẽ trao đổi cái sản phẩm với nhau. À, trao đổi về chia sẻ kinh nghiệm sản phẩm với nhau. Chứ thực ra cái buổi đó là chưa có báo cáo. Tại vì mình chưa có kết quả thực kết quả gọi là kết quả thử Thực nghiệm lâm mà. Sàng. Đúng rồi, <laughs> thử nghiệm lâm sàng thì làm sao mà mình, mình báo cáo được mình phải đợi chắc là tức chỉ là tức cho một tháng đi nói chung là cho các bạn cũng dư giả thời gian đi à là mình làm mà mình làm ra sản phẩm xong rồi mình đi gửi cho mọi người sử dụng rồi lấy ý kiến của mọi người nhiều khi ý kiến của mọi người lại giúp mình gọi là cải thiện cái sản phẩm của mình tốt hơn nữa chứ đúng không tại vì các bạn đều có cái kiến thức hết rồi thành ra là cái việc mà À, nó sẽ à, à, nó sẽ à, góp ý được cho nhau hoặc là hai ba bạn gì đó làm cùng một cái loại sản phẩm thuốc à, thuốc xa bóp chẳng hạn thì mình cũng có cách để mình so sánh là à, thuốc của ai tốt hơn lúc đó thì mình mới ngồi mình coi à thuốc của bạn này có cái vị này mình không có thành ra là mình thấy có vẻ là tốt hơn hoặc là cái định lượng của các bạn làm nó khác nhau chẳng hạn ừ, ừ. Dạ. dạ rồi cảm dạ ơn cô à thành ra vì bữa đó là coi như trên tinh thần gọi là tận dụng thời cơ hội để gửi sản phẩm với nhau ha Rồi những bạn mà ở xa nè như bạn ở hà nội nè bạn ở nha trang nè thì các bạn sẽ uh, gửi cho những người xung quanh của mình hả à? hoặc là bây giờ mình kiếm đây uh, coi hỏi trong nhóm á có ai uh, có ai ở đâu á thì uh, uh, thì ấy nào bây giờ nếu như mà mọi người đồng ý á thì đức hiện giờ thì đức có <laughs> đức có đủ thông tin của mọi người thì nếu mà mọi người đồng ý thì đức có thể là gửi lấy cái cái phiếu gọi là cái phiếu đăng ký á cái phiếu đăng ký thông tin hôm bữa trước á có cái địa chỉ thì đức sẽ bỏ vô trong nhóm nếu như mà mọi người cảm thấy là mọi người muốn chia sẻ cho nhau như vậy thì đức sẽ bỏ vô để có thể các anh chị có thể là uh, liên lạc với nhau nó dễ dàng à thì nếu mà mọi người đồng ý thì đức sẽ làm điều đó ha yeah. Rồi. À, thì lúc đó thì thay vì thay vì gặp nhau để gửi thì có thể là mấy bạn cùng thành phố à, Nha Trang Hà Nội chẳng hạn thì có thể à, hẹn nhau hoặc là gửi đến địa chỉ nhà hàng cho nhau à, các bạn Thành phố Hồ Chí Minh thì à, sau cái đợt này chắc các bạn cũng tự tranh thủ với nhau đi không có không có cô Đức không có thầy Thành ở đó thì các bạn cũng có thể à, à, lâu lâu gặp nhau một hai buộc, à, à, gì đó để có thể trò chuyện với nhau À, trao đổi kinh nghiệm trao đổi sản phẩm cho nhau cũng được ừ. rồi mình còn gì nữa? còn à, còn thêm câu hỏi gì nữa không hôm nay là về mặt nguyên tắc là buổi số 10 à là à, như vậy thì chắc là để để lát hồi thầy Thành lên xem um, cô Đức hỏi xem là thầy Thành quyết định đó là mình à, mình còn bao nhiêu cây vậy Tiến mình còn bao nhiêu cây nữa em alo 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 nghe chưa nghe yeah. chưa Dạ bây giờ mới nghe. <laughs> Nhưng à, mà sao? Đang đi trên xe, chờ chút đi tới nhà Rồi sẽ chờ, cố gắng khi nhẫn 5 phút nữa đang trên đường. Rồi rồi vậy, vậy tới thôi nhà. em xe đi, lát em em họp đi. Em mấy, em mấy, xin mấy, học lớp. Em xin lớp này. Ok. Dạ rồi, mình rồi. Còn, rồi. Mình còn hơn 200 cây nữa. Rồi vậy thì không có cách nào mình mình đừng có học học dồn như vậy là Bây giờ là có một trong hai lựa chọn nè. Tức là cái lớp của mình là 50 buổi. Như vậy thì mình đã học đến hôm nay á là hơn 20 buổi thì mình tính thành 20 buổi đi. Là 10 buổi cơ sở lý luận với lại 10 buổi dược thảo, thảo dược. Như vậy thì bây giờ mình còn 30 buổi nữa. Thì 30 buổi lúc đầu á là cô Đức với thầy Thành dự kiến á là sẽ cho các bạn học 3 môn nữa à là mỗi môn khoảng 10 buổi à, thì thành hình như là thầy thành có cái lúc đó hình như là ba môn ba môn cuối là mình cô à, Đức đề nghị là có một cái môn gọi là spa thảo dược hay spa dược liệu gì đó thầy thành tức là để cho các à. bạn làm dạ làm cái 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 dầu cái gì dầu gội đầu dưỡng sinh đúng không ạ à? À, cái đó cũng là một cái mà để cho các bạn rất là dễ thứ nhất là à, có thể sử dụng cho bản thân nè cho người thân xung quanh nè hoặc là nếu như mà một số bạn muốn có điều kiện cũng có thể là dùng cái đó để mở spa dược liệu để à, coi như cũng là một cái dạng gọi là start up của mình ha một cái dạng kinh doanh của mình thì 10 buổi đó là sẽ cái môn spa dược liệu còn lại 20 buổi 20 buổi bây giờ thầy Thành nghĩ là thầy thành sẽ dạy cái gì bài thuốc cổ phương phải không à là 10 buổi phải không thầy tức là bây giờ mình mình học dược liệu thực ra bây giờ đức nghĩ là chắc là mọi người cũng đã um, học học hai cây như vậy học nhiêu đó đủ rồi tại vì từ từ rồi cái ví dụ như khóa sau mình học tiếp chứ giờ mình học 400 trăm cây á thì mình sẽ không học được những cái nội dung khác á à. Ha, thì mình sẽ uh, mình sẽ đi qua cái môn khác và mình tạm thời để cái đó thì cho các anh chị sẽ gọi là soạn bài để đến khi mà mình xong cái uh, xong những cái môn khác á, thì lúc đó mình lúc nào mà mình có khó hai á thì mình sẽ quay lại và mình sẽ học kỹ hơn là 200 cây này chứ nếu như mà bây giờ mình học uh, đúng rồi còn 29 219 cây đúng không Như vậy tổng cộng là khoảng 400 cây mình học được 200 cây Thực ra 200 cây thuốc á, Mà mọi người gọi Nó theo cái thứ tự gọi là theo thứ tự gì ta Popular có nghĩa là Theo thứ tự mà Sử dụng rộng rãi á. À, Thì thì thực ra là 200 cây này là nhiều lắm rồi Đủ cho mọi người làm được Rất là nhiều cái thuốc rồi à, Do đó Đức, à, của Đức Đề nghị với thầy Thành là à, Thay vì mà mình học vô Một bữa mấy chục cây như vậy á thì sợ mọi người không có ngắm mà cái việc mà mọi người với việc mà giống như mà thầy đưa đáp án như như có một bạn đề nghị á thì thực sự là nó không nó không có nhiều cái ý nghĩa không có nhiều tác dụng đâu tại vì đáp án đó thực ra là mọi người mua ra ra nhà sách mua cuốn sách à là cũng có được bao nhiêu cái trăm cây thuốc nhưng mà vấn đề là mình đang muốn là mọi người sẽ phải vừa học vừa làm vừa hành tức là coi như là học cái nào thì biết ứng dụng cái đó. À, à, như vậy thì mình sẽ coi là 10 buổi là spa dược liệu nè. À, 10 buổi là bài học cái gì? Toa thuốc cổ phương gì đó. Rồi và còn lại 10 buổi. Bây giờ 10 buổi nữa à, mọi người sẽ học được cái gì đây? Dạ uhm. hôm trước là thầy nói hôm nay mình học uh, lý thuyết của so bớt đó cô rồi rồi như vậy là mình mình học môn sơ so bóp đúng không rồi mình học sơ so bóp với lại uh, sơ so bóp thì thường đi đôi với hiệp đóng hiệp rồi vậy là như vậy thì cái bài của mình á cái môn môn thảo dược này á cái bài mình sẽ không có bài kiểm tra Nếu giống như không có giống như là môn lý luận mình không cần mình không cần là bài kiểm tra mà mình làm cái sản phẩm và mình sẽ có một cái buổi báo cáo thì như vậy những cái buổi báo cáo đó thì thực ra mình không có tính vào buổi học à mình vẫn lên zoom với nhau nhưng mà mình sẽ không tính vào cái buổi học ha mình cứ là mọi người sẽ đăng ký à, đăng ký để mình chia sẻ mình báo cáo thì khi báo cáo là mọi người như đức nói là sẽ có hai phần thứ nhất là mừng mình sẽ làm cái mô tả sản phẩm à mọi người sẽ mô tả cụ thể ra là cái cái sản phẩm này mình làm là từ cái cây dược diệu thảo dược gì À, định lượng của mình như thế nào, rồi mình dựa trên cái à, rồi từ đó mình ra cái công dụng gì, rồi mình đã có cái thực nghiệm như thế nào, tức là mình đưa cho bao nhiêu người sử dụng, rồi mình cố gắng là mình thu thập à, thông tin của những người đó nữa, tại vì ví dụ như là khi mà mình muốn biết là cây thuốc đó nó hiệu quả như thế nào, thì lúc mình đưa cho mọi người sử dụng á, mình nhớ ghi lại là họ tên của người sử dụng nè, tuổi nè. À, địa chỉ của người sử dụng nè địa chỉ nếu mà không có địa chỉ cụ thể thì ít nhất phải là địa chỉ ví dụ như là thành phố à, tỉnh rồi đó còn nếu mà có địa chỉ cụ thể số nhà thì càng tốt và cái thông tin liên lạc chẳng hạn để mình mình có một cái gọi là hồ sơ khoa học á một có cái, cái danh sách của mình à, rồi à, cũng như là cái cái gọi là cái gì cái <laughs> tiếng việt nữa giống như cái cái hiệu quả của cái thuốc đó ví dụ cái người đó có cái ý kiến của người đó cái hiệu quả của người đó à, khi sử dụng cái thuốc này thì mọi người đó cảm thấy như thế nào nha à, mình sẽ làm một cái bản đó là và cái buổi đó là mình lên là mình báo cáo đó mình báo cáo những cái chi tiết đó, đó. À, rồi nếu mà có được hình ảnh nữa thì càng tốt à, tức là hình ảnh ví dụ mọi người nếu không biết ví dụ như thuốc đó thì ngoài mình chụp cái cái sản phẩm ra có thể là uh, mọi người chụp thêm những cái người uh, chụp thêm cái cây thuốc nè chẳng hạn. Nói chung là mọi người làm một cái cái powerpoint đi. Nếu như mà bữa đó lên báo cáo thì mình làm một cái powerpoint, mình dùng slide powerpoint để mình trình chiếu thì mình có thêm mình ảnh minh họa cho nó 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 dễ hình dung và nó đẹp. À, nên mình mình lưu mình sẽ lưu tất cả những cái thông tin đó lại để mà gọi là sao ta? để làm cái hồ sơ à, hồ sơ khoa học cái gọi là đề tài cấp cơ sở của mọi người, à, của các anh chị thì Đức hy vọng là 80 à, ở đây, không, không, ở đây mình không tới 80 đây mình khoảng 60 bây giờ thì khoảng 60 anh chị là đi học khá đều đó à, là mình cũng được 60 cái cái bà báo cáo như vậy là bây giờ à, mọi người cứ làm đi, vài bữa nữa Đức sẽ tạo ra một cái Google Form à, cho mọi người đăng ký thì trong cái đăng ký đó thì mình sẽ biết là cái sản phẩm của các anh chị làm là gì. Thì mình sẽ cho báo cáo chung một nhóm. Ví dụ như nhóm thuốc Sao Bóp, mình cho báo cáo chung một nhóm. Rồi cái nhóm nào mà làm cái sản phẩm khác nó gần gần nhau thì mình cho lại. Và mình sắp lịch để cho mọi người lên Zoom chia sẻ. Lên Zoom chia sẻ thì chắc uh, chắc chừng 5-10 phút thôi. Mình cũng không có cần, mình làm cho nó nhanh gọn. À, mỗi người thì chừng khoảng uh, 5-10 phút trình bày xong rồi chắc là khoảng uh, 5-10 phút uh, cho thầy thành góp ý nữa hoặc là có anh chị nào có ý kiến uh, hỏi có đặt câu hỏi thì mình cho thêm như vậy Đức nghĩ là mỗi học viên chắc mình cho khoảng 15 phút như vậy một tiếng uh, là mình có được khoảng bốn uh, bạn ít nhất là bốn bạn à, thì mình cứ làm thôi những cái tuần đó nếu như mà À uh, nào có một cách nữa để Đức lát thầy lành lên Đức hỏi là có một cách nữa là thay vì nếu như mà làm trên Zoom thì cho các anh chị tự quay video. Tức là mình sẽ cho các anh chị tự quay video. Giống như tự quay quay tức là lên rồi record lại á. À thì như vậy thì mình sẽ à, sẽ được gọi là tiết kiệm được thời gian hơn nhưng mà thôi thì cứ để xem coi có bao nhiêu sản phẩm đã. Rồi mình lúc đó mình à, và bao nhiêu nhóm sản phẩm thì lúc đó mình sẽ quyết định nó uh, nó nó gọi là nó mình quyết định cái cách của mình làm như thế nào uh, 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 uh. rồi mọi người có hỏi không Dạ vậy mình tạo nhóm mình cho đăng ký mình làm sản phẩm nào không đi cô rồi các bạn tự sẽ tự cách bạn zalo với nhau tạo cho hành một rút riêng của cái nhóm thuốc để mình làm không xong vậy rồi thì mình có bạn nói... nào uh, yeah. bạn nào uh, rồi giờ mấy bạn nói vô thông tin tức tạo luôn cho là bây giờ có bao nhiêu sản phẩm nè mọi người biết chưa uh ờ uh, uh, thì bây giờ um, bây giờ các bạn uh, ở đây có bạn bao nhiêu bạn đã có sản phẩm rồi nè có có ý định nè uh, hiếu làm thuốc sa bóp rồi như vậy bao nhiêu uh, rồi hai bạn sa bóp gì nữa không có gì uh, có sản phẩm gì, uh, có, sản phẩm gì uh, có sản phẩm gì lạ lạ nữa không sao shop biết rồi, Rồi. Dạ. cô ơi, giờ hôm trước em cũng có trao đổi với thay thanh về cái sản phẩm của bên em á kìa. Thì sản phẩm của bên em là viên ngậm vậy. Dạ, em là Viên gì hả? Dạ thảo một anh viên. À rồi rồi rồi. Rồi bây giờ bạn Tú Quyên. À Tú Nguyên là cái dầu gì đó phải không? À. Dạ thì em em thì khởi nghiệp từ năm 2018 nên là em khá nhiều sản phẩm về thảo dược Tuy nhiên lần này thì em không biết là trong tất cả, cả các sản phẩm thì em cũng có nói với thầy là về cái viên ngâm chân. Sản phẩm của em thì nó khá là hoàn chỉnh rồi nhưng mà à, em cũng muốn là nó là dựa trên cơ sở khoa học ấy. Thì rồi. sản phẩm từ 2018 rồi. đến bây giờ thì cũng... À, À, rất, rất rất là nhiều khách hàng dùng rồi á cho nên là em cũng hôm trước em có trao đổi với thầy đây chắc ngày nay thì à, có lẽ là em cũng trao đổi với cô với thầy riêng bởi vì hẳn là một cái đề tài nào khá là nó nó hoàn chỉnh cho cho lại. bạn à, rồi như vậy thì coi như là Dựa theo những cái chia sẻ của Quyên á thì coi như là đề tài của bạn có thể là một cái đề tài đầu tiên đó cho bạn làm giống như là à, làm <laughs> làm mẫu luôn cho mọi người á rồi thì sẽ là một cái báo cáo đầu tiên và bây giờ vấn đề là quyên phải, uh, phải thu thập tất cả những cái dữ liệu cho một cách cụ thể ha nếu như quyên nói là đã có đầy đủ thông tin á thì mình làm một cái đề tài cấp cơ sở luôn à, ạ dạ, dạ, và cô... cho đúng rồi ừ. thì coi như là cho quyên sẽ là uh, quyên sẽ là đầu tiên ha rồi sau đó chắc là nếu như bạn nào cảm thấy tự tin như vậy thì cứ đăng ký rồi nhắn tin riêng như đức gửi gửi toàn bộ như đức nói vừa rồi đó gửi toàn Đấy. bộ nội dung à, xong rồi đức lên lịch thôi à, ví dụ như Đấy. hiếu nào hiếu là cái sản phẩm của hiếu cũng tốt nè thì uh, hiếu cũng có thể là một đề tài cơ sở nói chung mình không giới hạn đề tài nha các bạn tức là mình thuộc là mình là một cái trung tâm nghiên cứu vận dụng do đó là các bạn nếu như mà miễn là các bạn đạt chuẩn là mình sẽ làm coi như là họp để làm cái báo cáo cho các bạn chứ mình không có giới hạn nha mình còn khuyến khích nữa 80 học viên 80 đề tài là cũng tốt nữa hãy thành thành ha mình không có không có giới hạn à, đúng rồi. À. Yeah. bây giờ như thế này nha à, bây giờ cái cái đề tài của tú Uyên á thì mình sẽ lập hội đồng khoa học rồi hội đồng phản biện rồi mình yeah. đưa cái hội đồng cái cái cái, cái 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 sản phẩm đó thuộc cấp cơ sở rồi sau đó thì sau khi hoàn tất rồi đó thì đưa lên báo khoa học và chuyển yeah. ra bộ y tế thì người ta sẽ yeah. chấp nhận để mà sản xuất thôi tôi yên ha ok yeah. rồi tám mươi học viên nó có thể mỗi người hai ba đề tài cũng được hoặc là một đề tài cũng được tức là ngoài cái việc học của mình thì trung tâm của mình cái chính của trung tâm mình vẫn là nghiên cứu khoa học mà nếu các bạn của nghiên cứu khoa học mà thành công á thì một là chúng ta có thể thành lập công ty để sản xuất cái sản phẩm đó hai là chúng ta bán cái sở hữu trí tuệ của chúng ta cho một cái một cái công ty nào đó, đó. ba nữa là chúng ta có thể tự mình sản xuất để mà mình phát triển nó lên, nói chung một cái sản phẩm á, mà nếu nó có một cái nó là một cái cái đề tài khoa học thành công á thì người ta tin tưởng dùng hơn, thuyết phục được cái giới trí thức hơn. Tại khi uống một cái sản phẩm mà với là một cái đề tài nghiên cứu khoa học á thì dù sao đi chăng nữa thì nó vẫn có một cái gì đó khả thi hơn, nhất là những cái nước mà văn minh nó người ta dễ chấp nhận hơn bởi vì nó mang cái tính khoa học ví dụ à, như trên nữ hoàng cung hiện nay thì các cái các cái cái các cái đơn vị kia xin bộ y tế họ không chấp nhận nữa lý do là cái đề tài khoa học nó đã có một bác sĩ đã làm cái công việc khoa học đó rồi và đã công bố rồi như vậy thì như vậy thì bây giờ nếu ai mà nghiên cứu về cái cây trên nữ hoàng cung để mà trị u nang buồng trứng u sơ tử cung với lại tiếng tiền liệt thì coi như là vi phạm đó thấy không đó hay là ở mỹ có một cái cô đó có làm nghệ cô làm nghệ cô làm nghệ sau đó cô đăng ký về sở hữu trí tuệ cô lái cái nghệ đó cô chỉ phủ ra một cái lớp bạc ở bên ngoài thôi tức là nghệ vàng nhưng mà cô lại cho cô làm cô lại cho cô cô để cái màu trắng ở bên ngoài thế là cô đăng ký sở hữu trí tuệ từ đó cho về sau cô là độc quyền mà ở mỹ mà mỹ mà, mà cái gì mà đã đăng ký khoa học rồi đó là người ta được bảo vệ mà, được bảo vệ mà. tất cả những cái sản phẩm của chúng ta đó ở trong nước đó, đại đa số là mang cái tính cách gia truyền truyền thống thật chứ chưa có một cái nghiên cứu khoa học một cách đúng đắn vì vậy cho nên khi chúng ta nghiên cứu khoa học rồi đó thì chúng ta sẽ thấy à ví dụ bây giờ mình nghiên cứu về cái đề tài của mình là cầu so bóp thì cầu so bóp mình ghi ở ngoài cái nhãn của mình hiện nay đó ha là đánh té, tức tế đau lưng nhất mỏi, phòng thấp tê bọc, bại ráng cán công trùng cán vắn và vân vắn nhưng mà khi chúng ta nghiên cứu thật sự ra đó nó chỉ còn lại có mấy cái thôi ví dụ nó chỉ có tác dụng với công thức đó nó cũng chỉ có tác dụng duy nhất là giảm đau trong trường hợp sau chấn thương ví dụ hoặc là nó chỉ có tác dụng làm ấm cái cơ thể cho phụ nữ sau khi sinh có nghĩa là nó khi mình nghiên cứu khoa học rồi thì mình sẽ thấy cái mình sẽ lấy cái nghiệm số cao nhất của nó. Mình sẽ lấy cái nghiệm số cao nhất của nó. Ví dụ. Cái bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh. Bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh. Xưa nay đó. Thì người ta chỉ nghĩ là nó chỉ trị đau nhất hết. Nhưng mà sau khi mà nghiên cứu khoa học rồi đó. Thì chỉ dừng lại cái chỗ là độc hoạt tăng ký sinh. Nó chỉ trị đau nhất hết. Trong một cái thể nào đó thôi. Thể. Cân thẳng dương hư. À hoặc là phong hàn thấp tí cho nó không có bao giờ mà nó trị đau khớp đa dạng hết cả chính vì lẽ đó cho nên chúng ta thấy rằng ở tại sao dược phẩm có rất là nhiều loại đúng không mà nhiều loại họ trị cho người này trị cho người kia do đó cho nên chúng ta rất là phong phú chúng ta rất là phong phú chúng ta có có cái đề tài mà nghiên cứu về khoa học nhất là vấn đề y học cổ truyền thì nó rất, rất là phong phú ví dụ như các bạn có thể nghiên cứu ít bữa nay các bạn có thể nghiên cứu là một cái đề tài ví dụ như là tác dụng xoa so bóp bấm nguyệt trị bệnh nhất nào trị một số vùng à, hay là à, quyệt phong trì có tác dụng quyệt phong trì có tác dụng chữa thi nhất nào một bên dễ hạn như vậy mình có thể nghiên cứu như vậy ha để nghiên cứu về quyệt nghiên cứu về chăm cứu nghiên cứu về xoa so bóp nghiên cứu về dược cho nên nhá là tóm lại trên đề tài mà cái cái tiểu luận mà tốt nghiệp của chúng ta trong cái môn đông dược đó là tôi với cô Đức có ý định muốn giúp cho tất cả chúng ta lớp học của chúng ta thứ nhất là biết một cái cách để làm tiểu luận tốt nghiệp thứ hai biết một cái cách để nghiên cứu khoa học chúng tôi sẽ giúp trung tâm sẽ giúp cho cho chúng ta À, cho học viên cái cách để mà nghiên cứu khoa học. Mà nếu quý vị nghiên cứu được một cái một cái đề tài thành công á thì có thể nghiên cứu được nhiều đề tài thành công. Biết đâu chúng ta lại trở thành những nhà khoa học trên thế giới hay sao. Và lưu ý nha. nghiên cứu khoa học có thể từ trình độ lớp 9 trở lên nha, thậm chí có thể không có trình độ văn hóa cũng được nha. Miễn cái đề tài khoa học của chúng ta được áp dụng vào trong đời sống thôi cho nên môn nó, nó tính khoa học không có nghĩa là chúng ta có có một cái trình độ này cái lớn nhưng mà miễn là cái khoa học kỹ thuật của chúng ta cái đề tài của chúng ta được áp dụng vào trong đời sống ví dụ như à, có một ngày kia người ta, lúa, người ta gạt lúa người ta gạt lúa người ta gạt lúa thì người ta chỉ cắt lúa trong một cái máy suốt lúa thôi nhưng nếu có một người nào đó người ta nghĩ ra một cái nào chế tạo được một cái máy để suốt lúa với một cái sản lượng tốt hơn với một cái số thu tốt hơn thì một cái nó, nó trở nên khác rồi, không 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 do đó cho đây là à, à, chúng ta học à, y học cổ truyền nhưng mà chúng ta là đang làm việc với hai nhà khoa học vì vậy cho đây chúng tôi cũng muốn giúp cho tất cả học viên chúng ta là những nhà khoa học những nhà khoa học trong lĩnh vực y học cổ truyền đó, đó là cái 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 cái, cái môn vậy thì bây giờ chúng ta đã học một nửa cái môn đông dược rồi thì sau khi mà học xong hết cái đông dược đó thì chúng ta sẽ nạp cái bài cái bài tiểu luận nhưng mà cái thứ bảy chủ nhật này là tôi muốn tất cả chúng ta đã đến rồi tôi mới phân tích thầy mới phân tích ra cho các em cái cách để mà các em làm cái viên quần mềm có một số em nó thầy ơi em làm nó bở quá nó ta nó không rồi có em thì nó sẽ cứng quá có em nó sâu sao... tưởng nó làm tốt mà em làm không có tốt ai vân vân và vân vân à thì um, như vậy cho nên thầy, thầy muốn chỉ cho các em làm một cái loại tẻ một cái loại rất là thông dụng rồi sau đó khi mà chúng ta đã làm thành công cái 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 tẻ đó rồi đó tức là cái phương pháp làm phương pháp bào chế đó mà thành công thì sau này chúng ta có thể bào chế được nhiều cái phương thuốc khác nữa rồi còn thứ nhất còn cái thứ hai là ngâm rượu ngâm rượu thì thầy cho mỗi em một, một cái công thức chung rồi thầy cho mỗi em thêm một vài cái chi tiết như vậy đó rồi sau đó chúng ta mới đúc cái, tức là sau cái khóa thực hành này, chúng ta sẽ hoàn chỉnh cái cầu xoa bóp và cái thuốc tễ. Thì thầy muốn cái cầu xoa bóp đó thành công là vì cái thứ bảy Chủ nhật này là chúng ta sẽ học một cái môn rất là quan trọng, gọi là môn xoa bóp bấm huyệt. Xoa bóp bấm huyệt hay còn gọi là massage. Đó, thì thầy cũng đã chuẩn bị tài liệu rồi. Thứ bảy Chủ nhật thì thầy sẽ, sẽ in sẵn. Tài liệu đó thì mỗi người học viên phải bỏ tiền ra mua là 50.000 đồng. Thầy in sẵn rồi thì các em phải mua chứ không có in như trên online nữa. Rồi cái tài liệu đó nó gồm có 12 cái bài về so bóp bấm quyệt. Như vậy cầm cái 12 cái bài đó là về các em đám hết rất là vững vàng về phương diện lý thuyết à, về so bóp bấm quyệt. Rồi thầy sẽ chỉ cho các em bấm huyệt Rồi như vậy thì sau khi học cái 17, 18 này nếu ai muốn ra kiếm tiền thì hành nghề so bóp bấm quyền thôi hiểu không à, rồi bây giờ muốn đăng ký hành nghề luôn tức là vừa so bóp bấm quyền vừa ba trị liệu luôn thì nếu ai muốn thông thường thì cuối khóa thì trung tâm sẽ trung tâm sẽ trung tâm sẽ cấp cho các em một cái giấy vào cái bản điểm của từng môn nhưng mà riêng cái môn so bóp bấm quyệt đó thì xưa nay đó là có rất là nhiều học viên ở các cái khóa trước họ chỉ xin thầy ơi chúng con muốn chúng em muốn cấp một cái giấy so bóp bấm quyệt cái chứng chỉ cái chứng nhận so bóp bấm quyệt của vạn sân để chi vậy để ra mở một cái tiệm so bóp bấm quyệt này thì cái so bóp bấm quyệt cái bằng của chúng ta đó là ra có thể mở được một cái so bóp bấm quyệt rồi à, à dậu đào rồi bấm quyệt chân massage tức là đăng ký loại kinh doanh là cơ sở cái hoặc là đăng ký dẫn công ty cái rồi để về cái giường cái gọi đào dưỡng sinh xoa bóp bấm quyệt tại thì nếu nếu bạn nào muốn hành nghề thì sẽ trung tâm sẽ cấp đại, trung tâm sẽ cấp cho quý vị riêng một cái cho một học sinh riêng một cái bằng gọi là chứng nhận xoa bóp bấm quyệt sau khi tốt nghiệp xong có thể cấp ngay cái hôm đó cũng được và À, thông thường thì thầy trung tâm mấy năm trước đó, thì thầy lấy cái đó một cái môn so với bóng bóng quyệt không á là à, 12 triệu 500 nhưng mà riêng cái lớp mình á cái lớp mình là một lớp rất là đặc biệt thì nếu bạn nào muốn ra nghề so bóp bóng quyệt mà muốn cần cái bằng vào cái ngày thứ bảy chủ nhật để mà trung tâm cấp thì chúng ta có thể đóng một khoản tiền tượng trưng thôi tức là 3 triệu thôi à, ấy, thì sẽ cấp rồi cầm cái đó này ra Cầm với cái cầu xoa bóp đó Là ra mở được rồi đó Bắt đầu làm được rồi đó Rồi vừa làm vừa học tiếp những cái chuyện còn lại Nếu anh chị em nào mà muốn đăng ký Thì liên hệ với cô Đức Đóng cho cô Đức Rồi trung tâm sẽ Thầy sẽ sẵn ở Việt Nam là Thầy sẽ in bằng nó thầy ký Thầy đóng giáo rồi Cái bữa đó thầy làm cái lễ Thầy phát cho bạn rồi về Rồi thầy mới chỉ cho cái cách để mà ra làm Chỉ cần ở nhà nè Có cái cầu xoa bóp á là một là thành công rồi đó nha cái cầu so bóp cái rồi thứ hai cái vài cái giường á rồi cái lấy cái cuốn sách của thầy đó đọc cho kỹ cái phương pháp nhiều cái cách lắm thì cái môn so bóp bấm quyền là mấy cái người mù đó họ so bóp bấm quyền đó không có ai bắt bớ không có ai đụng chạm gì hết á đó. đó mình treo lên mình treo cái, cái cái bàn đó lên rồi là người ta tới rồi mình đăng ký mình hành nghề thôi đúng không rồi bắt đầu mình mới tập sự mình làm từ từ nhé mình hành nghề thì mình phải làm từ 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 nhé rồi bắt đầu ai bong găng trật khớp đó. rồi đau nhất vì sao vậy cái xoa bóp bấm quyệt nó hay lắm nó là cái điều trị cái bọc ban đầu rồi chúng ta có thể lấy những cái sản phẩm của vạn xuân đó, là chúng ta làm đại lý rồi chúng ta bán ví dụ như họ nó đau nhất mình đưa mấy cái hộp đó xuống đó ra mình bán rồi như vậy tức là chúng ta bắt đầu hành nghề từ từ được rồi Đấy. rồi bắt đầu học thêm những cái phần còn lại sau đó chúng ta sẽ lấy một cái chứng chỉ cuối cùng cái bàn cuối cùng sau này thì chúng ta mới bắt đầu ra làm thuốc còn cái trước mắt nếu bất kỳ ai trong chúng ta mà muốn ra hành nghề để mà cái môn so bóp bóng quyệt rồi dưỡng sinh rồi gội đào đó, thì học trò của thầy từ mười mấy năm nào họ làm cái chuyện vậy đó Đấy, cho nên ai đăng ký thì phải ghi riêng ra đăng ký cái này ngoài cái việc học đăng ký bữa trước là riêng thì đăng ký với cô đức liền cái danh sách để kịp cho cái ngày đó để mà thầy chuẩn bị bàn cấp đúng rồi nhớ là giấy chứng nhận một bầu duy nhất thôi xoa bóp bấm Việt. đó, à. là ra là hành nghề rồi thầy mới chỉ cho sướng lắm ví dụ như trong tương lai à, tú yên mà à. sản sản phẩm khoa học đã thành công về cái chuyện ngâm chân là chúng ta có thể lấy cái sản phẩm đó chúng ta về chúng ta bỏ ở trong cái cửa hàng của mình mình ngâm chân rồi đúng không đã, cái này đó là cái bông so bóp bấm nguyệt là tức là nó nằm cái số tiền là nó nằm ở trong cái chương trình mà hôm trước thầy đã tài trợ thật ra là cái bằng của chúng ta học cái chương trình là tài trợ là 25 mươi 25 hai mươi triệu một học phí đó một học phí một học được học cái lớp này là hai mươi triệu phải không cô Đức? Dạ yeah, à, đúng nhưng rồi. mà bữa, yeah. cô, bữa của Đức xin thầy, Nói thầy ơi thôi cái lớp này có có tình, tình cảm với em cho nên thầy cho 90%. Thế là yeah. thầy mới tìm cái học bóng thầy cho. Đấy, ở yeah. tại Mỹ thì thầy đào tạo một cái lớp như vậy là 5 ngàn yeah. còn riêng cái lớp những cái lớp trước của thầy là 25 triệu. Riêng cái lớp này có hai triệu hai triệu rưỡi thôi. Thôi <laughs> là ăn đi của Đức của xin của nó thôi. À, à, làm còn làm bên khó ngoài. đầu tiên. Ừ, học bên ngoài thì nhiều tiền lắm, họ 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 lấy đủ cái khoản tiền của mình đấy chứ nó mà hay. không có chỉ thiệt đấy. này đâu cho nên bây giờ cái cái xoa bóp bấm quyệt này đó ai muốn ra hành nghề thì thầy sẵn sàng sẽ cấp cho một cái giấy chứng nhận xoa bóp bấm quyệt và thầy sẽ thầy sẽ, sẽ thầy hỏi thì thầy về đây thầy xuất bản xong cái cuốn đó thầy thầy in cái cuốn xoa bóp bấm quyệt rồi thầy đang ở nhà xuất bản đi học họ sẽ cho mình sao nhưng mà trước mắt thì lưu hành nội bộ đó cho nên cái ngày thứ bảy và chủ nhật hai ngày kế tiếp đó là thầy chú tâm tới cái môn so bóp bán quyệt thầy chú tâm tới cái dầu gạo đào thầy chú tâm đến cái 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 cái, cái cầu so bóp những cái đó để các em ra cái mở hành nghề ngay tại nhà giúp gia đình mình ngay tại nhà thôi rồi mình mới bắt đầu mình mới bắt đầu bóp bấm quyệt họ rồi mình mới bắt đầu mình làm nghề mình phải đi từ cái đó rồi mình mới biết tiến hành đến cái chỗ chăm cứu mình phải đi từng bước là như vậy đó Đấy, thì thế nếu ai mà, mà bất kỳ một học viên nào mà muốn lấy cái bàn so bóp bắn quyết trong thứ bảy chủ nhật này thì đăng ký đóng tiền ly cho cô Đức đi để mà đưa cái danh sách liền cho thầy để mà thầy đưa ra cái, cái in cái bàn ok thầy ký đóng giáo vô rồi cái ngày đó thầy làm lễ phát bàn là về các em có thể hành nghề một cách nhẹ nhàng từ từ từng từ bước được ra có năm bao quanh không có ok không yeah. Mà mấy cái đó là trả kia nó lấy cái bàn mà mấy đứa đó, nó, nó nó xin thầy cái giấy đó là mấy năm trước là 12 triệu rưỡi yeah. Yeah, bạn Thị Dương em... bạn còn à, nói là sao? bạn bị bị lừa kìa, bạn người ta không phát bằng còn giật lương nữa kìa. À. À. À, thầy ơi có mấy mấy bạn hỏi um, em em hỏi lại thứ nhất á là bạn Lê Xuân Trường bạn hỏi là bạn ở Nha Trang bạn không vào thì bạn có nhận được tài liệu đó không? Thì em xin phép được trả lời là không. Tại vì lý do là mình muốn đưa cái việc đưa tài liệu nó không có ý nghĩa gì nếu như mà thực sự bạn không vào học. À, mình Cái tài liệu này mình không có muốn đưa cho giống như là nó gọi là lưu hành nội bộ và chỉ dành cho những bạn học viên à, thực sự tham gia cái buổi học đó thôi. À, do đó là bạn Xuân Trường ơi, Nha Trang với Sài Gòn thì thực ra là đi xe đêm á hả? Đức đã từng đi xe đêm nhé. À, lên xe ngủ một giấc là tới nơi à. Do đó nếu bạn thực sự mà bạn quyết tâm bạn muốn học thì mời bạn vào Sài Gòn. Rồi cái thứ hai có một bạn nữa có nhắn tin cho em là bạn có người quen à, không không muốn học cái khóa của mình nhưng chỉ muốn học thực hành thôi thì em cũng xin phép thầy cho em trả lời là không. Tại vì cái lớp này là mình rất là đặc biệt mình chỉ dành cho các bạn giống như là có đủ duyên để đi với mình từ mấy mấy gọi là mấy chục buổi hôm nay rồi. À thì bây giờ mình mới truyền nghề cho các bạn để các bạn làm, để các bạn có một cái cơ hội, có một cái công việc. À chứ mình không có muốn là uh, ở đâu đó được dưng xuất hiện chỉ có một vài buổi. Mình không em không em không muốn nhận một cái học viên lạ như vậy. À nhưng mà ví dụ như là có trường hợp là chẳng hạn như có bạn nói là uh, bạn phải uh, bạn phải ví dụ như là mang người thân theo chẳng hạn như con không ở nhà không ai chăm sóc thì phải mang theo chẳng hạn thì cái đó thì em đồng ý tức là ví dụ mình mình xét trên cái tình à, thì mình xét mình đồng ý nhưng mà người lạ vào học thì mình sẽ không nhận à do đó là khi các bạn vào học đó, thì các bạn phải à, bữa đó thì đức sẽ nhờ chị huệ hoặc là một bạn nào đó sẽ làm giúp đức cái công tác điểm danh có nghĩa là các bạn phải ký gọi là ký điểm danh vô ký à, mỗi ngày á là sẽ làm một cái tờ giấy à, điểm danh à, chắc là nhờ bạn Lan luôn đi tại vì Lan uh, Lan em nắm được cái, cái cái cái, danh sách của mọi người nắm được cái um, cái đăng ký đồng phục á thì em làm giúp uh, cô Đức một cái tờ điểm danh luôn nha Lan tức là cụ dựa trên cái nội dung họ tên của mọi người xong cô Đức sẽ gửi cho em một cái phiếu gọi là cái danh sách của cái mã số học viên à thì mọi người phải ký à, tên đó nói đúng số học viên đó, mình không lớp này của mình đặc biệt mình không có mở cho người lạ. À, à, rồi cái để coi em coi coi còn cái gì nữa. À, rồi chắc là à, bạn Giang hỏi tháng 7 năm sau thầy cô có tạo cho các bạn chưa tham gia được tham gia không? À cái này tùy duyên thì thành ha mình đâu có biết trước đúng được là, là... <laughs> mình, mình đã mỗi lần mỗi lần thầy về như vậy cũng tốn kém lắm các bạn à mà không chỉ tốn kém mà còn phải là phải thu xếp công việc phải thu xếp nhiều thứ nữa thành ra cái việc mà có khóa hai hay không mà khi nào có khóa hai là cái chuyện tùy duyên <laughs> đúng không <laughs> bây giờ thầy nói cái chuyện này cho nghe nè có hai cái câu chuyện nha hôm nay chúng ta nói chuyện đi lát để rảnh thì học, không sao để có vào vãi gì hết bây giờ như thế này à. thầy kể cho hai cái câu chuyện để cho thấy các em thấy cái tầm quan trọng của cái việc mà có mặt của ngày thứ, thứ bảy chủ nhật sau năm 1975 á thì Việt Nam mấy cái người mà hoạt động tin lành á, họ gặp khó khăn lắm rồi đến năm 1986 thì Liên Xô tan rã Đông Âu sụp đổ đó thì lúc bây giờ nhà nước của mình nó họ vào WTO khi nào vào WTO thì buộc phải thoát tự do tôn giáo mà mấy ông mới nghĩ thờ mỹ thì quan trọng nhất là tin lành cho này mấy ông mới có cái chỉ thị không một để dành cho những người tin lành nhưng mà bây giờ muốn cấp phép cho cái người tin lành thì có cái bằng chứng vậy thì ngày xưa các ông học của mấy ông giáo sĩ người mỹ đó các ông có được cái giấy chứng nhận rồi không sau năm 1975 thì có cái giấy rồi của người mỹ liên quan là đảnh có người mỹ đem đốt hết rồi sợ nhưng mà đến khi cần bây giờ đến khi cần rồi cuối cùng họ nói thôi Bây giờ các ông chứng tỏ rằng đã từng chụp hình Với một cái ông giáo sĩ nào cũng được hết Thế là có cái có cái cụ cụ mục sư đó Cụ mới đem ra cái giấy chứng nhận Mà rất là đơn giản là xưa thôi Rồi cộng với một cái tấm hình cụ đó Chụp hình với một cái ông giáo sĩ Đó là Và như vậy có rất nhiều người không có nhưng mà riêng cái ông này không có ông có được cái giấy chứng nhận cũ rất đâu rồi cộng với lại cái hình mà ông chụp của một ông giáo sĩ thế là ông được cấp cái giấy cấp một cái giấy gọi là giấy đăng ký hoạt động tôn giáo toàn quốc <laughs> và quyền lợi cũng sau khi đã, sau rồi thì cái tổ chức ông và quyền lợi cũng rất là lớn được đưa vào trong mặt trận tổ quốc được nào kia vắng vắng nói chung là quyền lợi rất lớn đó là một cái câu chuyện thứ nhất một cái câu chuyện thứ hai nữa đó là khi mà vô tòa lãnh sự mà phỏng vấn đó gọi là đi bất kỳ cái chuyện gì mà khi cần thiết đó nói với họ nhất là hôn nhân hay là cha con anh em vợ chồng á cho coi cái hình ảnh thử tôi nói với quý vị tôi đã từng trải qua những cái lớp lương ấy rồi hồi xưa tôi học sáu sáu cái chứng chỉ mà mỗi chứng chỉ là một năm đóng tiền rất là nhiều đóng tiền rất là nhiều nghe đóng đủ đú cách khoản tiền hết rồi đó rồi chụp hình chụp ảnh vậy mà đến khi có một ngày kia tôi lên tôi nhờ một cái một cái cái chỗ thôi là gọi là cái trung tâm uh, trung tâm hội chữ thập đỏ của quận bình thạnh thôi xác nhận dùm cho tôi để tôi là một người có có làm việc ở trong trung tâm để mà sở y tế họ cấp cái giấy chứng nhận nghề thế là cái ông hội trưởng của hội đông y của quận bình thạnh đó ông mới nói với tôi là ông mới nói với tôi là à bây giờ em có cái gì mà chứng tỏ để em có học cái lớp lương y thừa kế hay là lương y quốc gia nào ở trên trung tâm không trên trường không ừ, dạ có thế là tôi về tôi mới lục ra không có gì hết cuối cùng cái ông nó thôi cuối cùng ông điện tôi nó em có còn có một cái tấm hình để em chụp chung với một ông thầy nào ở trong cái, vị viện cũng được thế tôi mới nhớ là tôi tôi chụp chung với ông thầy bùi chí hiếu quý vị thao tại cho nên tôi nói là mình học cái nghề là mình ngoài cái chứng nhận ra nó còn có những cái hình ảnh nữa và những cái buổi thực tập nữa vì sao mà tôi 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 nói với tất cả chúng ta là 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 phải có cái áo áo gọi là áo lâu đó vậy đó áo lâu đó trong đây nó phục, quan trọng là, bác sĩ yeah. có bác sĩ vậy đó những cái hình ảnh đó nghe là chúng ta có giá trị để sao chúng ta treo ở phòng mạch đó rồi chúng ta khi mà sau này chúng ta có đầy đủ điều kiện rồi đó chúng ta treo ở phòng mạch nó giá trị lắm á Ờ à, nó quan trọng lắm á nó là những cái bằng chứng mà rồi nó làm cho cái nghề mình thông thường khi mà mình làm cái nghề gì cũng vậy mình cũng muốn người ta biết mình là một cái người có năng lực thì mình cần phải có cái sự giới thiệu nhưng mà đôi khi hình ảnh á, nó cũng quan trọng lắm tất nhiên là cũng có những là tôi có kể một cái câu chuyện cũng cũng hay hay xíu tôi có một bà chị quen ở trong hội thánh hồi đó thì chị chưa có tin chúa ở thành đà không biết một lý do gì đó không biết mà sau năm 1975 nghìn chỉ chụp hình với chỉ chụp hình chung với ông phạm văn đồng chung với gia đình ông phạm văn đồng vậy mà chỉ về chỉ treo cái hình ảnh với trong cái nhà của ông phạm văn đồng đó thế là từ đó cái xã đó cái phường nó không có dám đụng chạm tới chị hết mà hộp cái gì cũng mời chị rồi cuối cùng mời chị ra ở ngoài phường bảo chị lên làm chủ tịch mà sao chị vô đảng như làm bí thư cho nên tôi nói với tất cả các anh chị em là học đó thì chúng ta học vô bờ bến nhưng mà chưa chắc trong tương lai làm lễ phát bằng mà chúng ta lại có cái 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 cơ hội lại đầy đủ cho nên thì tranh thủ học lúc nào tập trung được lúc nào rồi chụp hình chụp ảnh để làm kỷ niệm nó quan trọng lắm đó nha à, có nhiều cái công việc cũng quan trọng lắm nhưng mà nếu chúng ta xác định rằng cái việc y học cổ truyền của chúng ta là một cái nghề quan trọng thì chúng ta đừng bao giờ bỏ quên cái ngày 17 và 18 này hết nó rất là quan trọng bởi vì lâu lâu thầy mới về mà dễ gì sao năm sau các em mà thầy lại về Rằng lớn của mình là online mà đấy cho nên mà thầy về thì thầy làm cái gì có lợi nhất cho các em thầy làm thôi tức là hôm đó thực hành nè rồi chia sẻ tài liệu nè rồi bây giờ vẫn nghĩ rồi chiều nay đi còn suy nghĩ nữa đó suy nghĩ là cái này cũng chưa có bàn với cô 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 đức nữa là tự động mà mình, mình kinh nghiệm của mấy cái khóa trước thôi mà muốn cấp cho mỗi em như phải cái bàn so bóp bắn quyền cái đó là cái hành nghề dễ nhất chăm cứu là khó bán thuốc là khó hút thuốc là khó nhưng cái xoa bóp bấm quyền không ai nói gì mà thấy đăng ký ra làm thôi không đăng ký cũng được treo cái bàn lên rồi đưa mấy cái hình ảnh phát bàn lên cái treo làm vô thưởng vô phạt trái chóc con cọ cuốc gì đó mà dựa vào xoa bóp bấm quyệt đó mình mới bắt đầu mình học được cái nghề mình bấm quyệt rồi mình mới tâm tư tình cảm rồi mình mới bắt mạch rồi người ta mới tới mình rồi mình mới có cái kinh nghiệm, rồi mình mới trao vào cái kiến thức, đó, rồi mình mới đọc sách, đọc vở, rồi mình thấy đó đo trong văn thì tất cả thầy ngày xưa hay tất cả các ông thầy mà các cái khóa trước các em đó. hiện nay thì thầy cũng trước đây thầy cũng đào tạo nhiều lắm năm bảy trăm ông chứ không ít đâu nhiều lắm nhiều cái ông lớn tuổi ông thầy nữa, đang bậc cha bậc chú nữa, có nghĩa là họ họ học hoài nhưng mà không ra họ, họ hành nghề họ không biết hành nghề cách sao, đó thầy mới bắt đầu thầy mới thầy mới hợp tức hóa từ từ cho từng khóa Đấy, hợp tức hóa từ từ có nhiều người họ làm nghề giỏi lắm nhưng mà họ không có cái giấy chứng nhận mà vừa rồi thầy cấp cho cái giấy chứng nhận so bóp bấm quyệt cho mấy ông học trò đó bây giờ mấy ông giỏi hơn thầy luôn tất nhiên là sau này mấy ông cũng lách lách mấy ông chăm cứu nữa bấm quyệt sao mấy ông cũng chăm cứu nữa nhưng mà mình không cần mình chỉ cần so bóp bấm quyệt lấy cái rượu của mình nó so bóp bấm quyệt rồi mình bấm thuốc từ từ từ, từ. Mình đi từng bước như vậy là rất là hay ha đó cho nên là thầy nghĩ là các em cố gắng nhất là trường đó nha cố gắng mình có anh trong cuộc sống có những cái à, mình có thể bỏ qua được ưu tiên cái gì mình cần ưu tiên thì mình cần ưu tiên cũng giống như là thầy thấy rằng cái việc về để chỉ cho các em hạ, dạy cho các em cái mâu so bóp bấm huyệt đó là thầy nghĩ đến những cái em mà nghèo nhất tham gia cái lớp này có những em không có nghề nghiệp trong đó không có cái việc làm trong đó rồi là yêu nghề nhưng mà lại không biết bắt đầu từ đâu cho nên thầy nghĩ cái người thầy nghĩ cái người khó khăn nhất chứ còn cái người thuận lợi thì thầy không nói có những người nghiên cứu để biết thì không nói nhưng mà có những người quyết tâm để có một cái nghề thay thế cho những cái công việc khác thay thế cho những nghề nghiệp khác chính vì lẽ đó cho nên cái kỳ này thầy mới về thầy dạy cho được cái môn so bóp bấm quyệt mà dạy thì cái môn so bóp bấm quyệt dễ lắm đâu có khó chỉ cần chỉ xa cái nào là... rồi còn cái bông đông dược đó cũng vậy bông đông dược thì chúng ta đã học một nửa cái số số vị thuốc rồi hôm trước thì dự kiến là dạy 120 vị thôi nhưng mà sau đó nghĩ rằng không dạy hết thì cũng không được cho nên thầy mới tính đến 439 439 cái 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 cái, cái vị thuốc nhưng mà bây giờ đó thì mình sẽ học từ từ không sao chuyện về nhiều tập có thể học sang cả cho nên từ nay cho đến ngày chủ nhật đó, Thì chúng ta sẽ rút lại Chưa có dạy cái môn chăm cứu Bởi vì chăm cứu nó cũng liên quan đến pháp lý Nó pháp lý nữa Cho nên thầy sẽ, sẽ đợi cho cái dịp khác Có thể là 3-4 tháng sau Nhưng mà riêng cái môn so bóp bám quyệt Là phải giải quyết cho các em kỳ này Rồi sáng cái dịp đó có thể làm luôn Chỉ luôn cho cái cho việc gậu đào họ chế gậu gậu đào ra Chế tại nhà Chế tại nhà sản xuất tại chỗ Đó vào gạo đào rồi nhất thuốc nhất răng rồi có một vài cái thông thường vậy đó thậm chí cho thể chỉ cho pha chế các cái tinh dầu để nó ra những cái chơi giàu như giàu trường sơn giàu gió xanh giàu thế lan đó có những cách không đâu đó nhiều thầy, thầy cho con công, công thức đó, thuốc nhất răng để làm thử luôn đi thầy Ừ, thì cái buổi thứ bảy chủ nhật đó là thầy sẽ trao luôn nhắc thầy hết hết ừ. em nào mà có cái sáng tạo gì thì nhắc thì mới lấy được cái kiến thức của thầy chứ các em không hỏi làm sao lấy đúng à. không thầy cho em thầy cho em hỏi điền. là cái xoa bóp bấm huyệt của mình á nó có giúp ừ. được cái bệnh mà lệch má vẹo cổ không thầy có hết nó trị hết thầy có cuốn trăm cuốn sách của thầy là nó có hết thầy chia sẻ các em đọc xong cuốn sách rồi các em thấy cái môn xoa bóp bấm huyệt nó kỳ diệu lắm nó hay lắm nó rất là đặc biệt và cái đó cái đó là mình chỉ dùng cái cái phương pháp không dùng thuốc trị nó hay lắm rồi à, có mình cái mình cho cái đó rồi mình uh, cho người ta uống mấy cái thuốc nam rồi của mình á nó từ từ là nó bắt đầu nó nổi tiếng thôi mấy cái ông nhớ hồi xưa các em không chắc không biết có cái bà thầy lịch và ở phường 25 đó bà làm công nhân ở trong cái đồng điền của người đồng điền cao su của người pháp thời pháp đó vậy mà bà bấm quyệt gió lắm bà bấm ai cũng hết tất cả đó vì sao mà bấm hết lý do là bà ta làm lâu năm rồi trong cái khóa mình đó trong tương lai đó trong số này cũng có nhiều người đảo tiếng nếu mà bấm huyệt cái giỏ đó nó hay lắm bấm huyệt đó, nó, công, nó, nó, nó 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 lưu thông khí huyết nó trị đau nhất rất là hay ok xoa bóp bấm huyệt người ta gọi là nếu mà dùng cái từ từ thuật ngữ tay tay phương tay thì nó gọi là massage nhưng mà mình thì mình dùng nôm na là xoa bóp bấm huyệt đó, xoa bóp bấm huyệt còn người ta dùng cái từ sang hơn chút là nó nghe nó có vẻ tay tí gọi là massage. Đấy. Mỗi cái quốc gia nó có cái phương pháp nhưng mà mình thì mình được thừa hưởng cái cái nền y học của người Trung hoa người Trung Quốc cho nên là cho nên mình cũng có những cái rất là rất là hay. Ừ. Rồi bây giờ có những cái câu hỏi nào đặt ra không? Thầy thầy nghĩ sao nếu mà mấy bạn muốn người thân theo trong cái buổi đó thầy hả chắc chắn là cái buổi đó sáng đó... các bạn ơi có có một cái, cái đó là thầy, có một à, cái khó... thầy á là thầy á, là thầy hiệu trưởng thì bây giờ các bạn đề nghị gì thầy gục đầu hết chứ nhưng mà cái cô quản nhiệm chủ nhiệm lớp nó mới quan trọng cho nên cô quyết định hết mọi thứ <laughs> dạ thì bây giờ nó có cái khó gì nè các bạn thực ra là cái mình cái buổi sáng bảy á cái phòng của mình mình không có được cái cái sảnh lớn thành ra là cái phòng của mình nó sẽ à, nó chỉ vừa đủ cho những thực ra hôm bữa trước á, là các bạn đặt ban tổ chức vào một cái thế rất là khó nha lúc mà kêu đi học thực hành á có 29 bạn đăng ký à thành ra là mình bữa đó mình bút cái phòng có 30 bạn à tự nhiên bây giờ các bạn ao với hả gần 60 người đăng ký thành ra là mà bây giờ phòng á đâu có giống như là phòng người ta bút hết trơn rồi đâu có còn bút được nữa thành ra là thực sự là mình chỉ còn mình chỉ giữ được cái buổi sáng thứ bảy á là mình chỉ giữ được cái phòng 30 chỗ thôi có buổi chiều thứ bảy với lại ngày chủ nhật á thì mình mới đổi qua cô đức mới đổi qua được cho mọi người cái phòng lớn hơn cái này nói thật nha là không có trách ban tổ chức được mà phải trách lại các anh các chị là tại vì kêu đăng ký kêu đăng ký từ mấy bữa trước rồi không ai đăng ký hết không giống như là không thèm đi luôn cái bây giờ hả đúng rồi thành ra là cái việc mà ngày thứ bảy á, mà buổi sáng thứ bảy á, mà phòng chật á thì mọi người không có được gọi là than phiền của đức nha à, tại vì mình đã cố gắng mình hỏi khách sạn để cho các bạn có một cái phòng rộng hơn nhưng mà buổi sáng đó là mình đăng ký trễ quá thành ra là buổi sáng hết rồi À, là cái thứ nhất thành ra là mình nghĩ là cái việc à, tăng thêm người ngoài á là không được tại không được đó là lý do rồi bây giờ với lại cái thứ hai á mà Đức nghĩ á, tự nhiên bây giờ mọi người đang học với thầy đang quen với nhau hết mà tự nhiên bây giờ lại người lạ vào xuất hiện rồi Đức không muốn có những cái gọi là có những cái phản hồi nó mang cái tính chất là tại vì người ta học có một hai buổi à thì người ta không có thấu được cái, cái gọi là cái um, cái tình cảm của thầy với cô Đức dành cho lớp thì nó có những cái nói ra nói vô nó rất là khó chịu à do đó thì em cũng nghĩ là em chỉ cái cơ hội mà uh, cái chứng chỉ so bóp thành nghề mà thầy nói uh, là chỉ dành cho các bạn trong lớp mình thôi, tức là những bạn nào mà đã đi với mình à, đi đó thì đó à đó chứ cũng không còn những bạn sau này mà có người thân á mà muốn học á thì đăng ký chọn khóa luôn ha thầy ha. Chọn khóa à, hai em, cho em... khóa hai ừ. Dạ đúng rồi, đăng ký cho khóa hai. Tức là khóa hai á là mình có thể học cuốn chiếu. Có nghĩa là các bạn đăng ký vào khóa hai thì các bạn sẽ học cái môn 3 và sau đó thì uh, khi nào mà mình đủ số lượng á tức là mình khóa một xong á thì lúc đó mình làm khóa 3 chẳng hạn thì lúc đó khóa hai sẽ học chung cái môn uh, hai môn đầu tiên à, giống như kiểu mình học tính chỉ vậy đó mình có năm môn thì mình đảm bảo là uh, các bạn sẽ học theo cái kiểu là học uh, uh, học cái nào nó 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 nó, uh, nó phù hợp à uh, uh, nó không phải người lạ bạn bạn nguyên bạn nguyên à mà giống như kiểu như là bây giờ mọi người cũng muốn rủ thêm người nhà hay là uh, người thân gì đó hoặc là bạn bè thì đức đang suy nghĩ là đức biết lý do tại sao mọi người muốn rủ nhưng mà đức lại nghĩ, cảm thấy rất là hơi khó hơi khó ở chỗ là nhiều khi là mọi người chưa có học qua thầy thấy sao Tùy thầy 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 quyết định nhưng mà em thì em thấy là không nên Ừ. Ừ. thì các bạn nào định rủ đó đưa ra cái ý kiến nó thử xem xem tới cái ý kiến nó có tối ưu không có hai không dạ không các bạn phải là rủ mà chị đó là đã học đông y và hiện tại là đang phụ bán thuốc ở cái tiệm thuốc đông y rồi nhưng mà ở tiệm đó thì chị bán thuốc và và dạy cho chị ấy một số kiến thức về thuốc thôi chứ không có cái môn thực hành xoa so bóp cho nên là chị nói là nếu mà có thầy cô có cho phép thì chị đăng ký để học. Nên em mới hỏi cô Đức là có thể đăng ký cho chị để ấy được không? Cho cô đăng như vậy nếu chị muốn cho chị 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 muốn học và đăng ký cái học cái môn bốp thì cho cho cô đăng ký của học cái môn soap. Rồi à. cho cô phát cho cô cái bàn luôn cái môn đó. Dạ. Yeah. Ừ. có nghĩa là, là cái môn so bốn này thầy nói lại nè tức là một cái môn riêng phải không thầy 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 nói lại nè nha thầy nói lại dạ. này dạ. tức là cuối khóa thì thầy sẽ cấp cho các em một cái giấy chứng nhận đã tốt nghiệp cái 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 khóa lương y thực tế từ năm 22 cho đến năm bốn ví dụ như vậy đi trong hai đến ba năm gì đó và trong cái giấy chứng nhận đó kèm theo một cái bảng điểm của tất cả các môn, ok, yeah. hiểu không? Yeah. Có nghĩa là nếu các em nào trong kỳ này mà học cái môn so bóp bấm huyệt thì không có nhận nếu nào mà trong cái chương trình mà học cái Lương người thừa kế thì không có cái nhận cái bằng riêng về môn so bóp bấm huyệt. Nhưng học viên và những người thân của học viên muốn học cái môn so bóp bấm huyệt riêng tao và cần nó có một cái giấy chứng nhận về môn so bát bán quyền để hành nghề thì đóng cho trung tâm 3 triệu và học thực hành trong hai ngày, và chiều chủ nhật thì thầy sẽ phát luôn cái lễ phát bằng đó luôn, ok như vậy thì học viên có hai cái lựa chọn nếu mình thấy rằng chưa cần thiết phải hành nghề thì cứ tiếp tục học để cuối khóa lấy luôn một cái giấy chứng nhận cuối khóa nhưng mà có một số bạn cần phải hành về cái nghề so với bóng việt ngay từ bây giờ đó để ra có một cái công việc ngay từ bây giờ thì các bạn mới đăng ký đóng hiểu chưa nói cho rõ như vậy đó chứ nếu đó không rõ cái mai mốt cái là ủa thầy ơi em cũng học và tại sao không cấp cái bằng cho cho em tại vì em cũng học nhưng mà thầy chỉ chỉ cấp cái bản điểm cho em ở cuối khóa thôi ok của cái khóa này thôi nhưng ưu tiên cho những người nào muốn ra hành nghề tại vì có nhiều người muốn 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 ra làm cái môn so bóp bấm quyệt mà như thầy nói đó cái môn so bóp bấm quyệt làm cũng không cần đăng ký lý do ở cái chỗ người mù cũng làm được mà nhưng mà nếu mà mình đã học của trung tâm mà mình có cái bằng mình treo lên thì thứ nhất là cái người bệnh nhân họ có một cái tin tưởng cái thứ hai nữa là mình đã học và giả sử cơ, cơ quan hữu trách họ có làm khó thì không có cái lý do gì họ làm khó là vì tôi có học, ít ra là mình có học mình mới làm hiểu chưa? đó, và khi có cái bằng của mình của trung tâm mình đó thì người ta cũng có một cái sự tin tưởng là vì trung tâm mình là trung tâm nghiên cứu về y học cổ truyền, nghiên cứu về khoa học về y học cổ truyền và cái đề tài của mình cái cái tua dạy giáo trình của mình là là cái cua đó trong tương lai thì thầy sẽ bảo vệ cái 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 gọi là cái công trình sáng tạo đó, đó đăng ký sở hữu trí tuệ, đăng cứu cái khoa học công nghệ. Đó. cho nên nhớ làm, cho đây thì nếu em nào muốn rồi như tình trường hợp của bạn đó, à bạn đó nếu muốn tham dự thì bạn đó phải đóng tiền, đóng tiền trước ba ba. 3 triệu đó để mà tới đó học chứ nếu mà đi dẫn tới đó học rồi có nhiều khi nói như cô Đức đó đâu khi đâu có có một cái quá trình đi đứng với mình từ đầu chí cuối đâu sập ngoan vô một cái cái rồi lại phê bình những cái chuyện nó không có đúng đắn nó làm dao động tinh thần học tập của các bạn đi hiểu không đó, dạ em để... hiểu uhm, ừ, cho em hỏi là thật sự trong cái 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 hoàn cảnh của em nó hơi khó là em bé của em bố mẹ trăm phần trăm và nó mới có 11 tháng à thành ra hôm bữa em cũng có hỏi là em có em bé của em có thể đi được không thì em bé nếu em bé của em đi thì em phải cho chồng em đi theo để mà trong trong em bé lúc em học á thì chồng em sẽ dạ. không vào cái hội trường học của mình chỉ là vợ ừ, em bé đó. ở ngồi thôi tao giờ thầy mở tao giờ thầy mở ra một cái hướng như thế này nè tại vì thầy đang ở mỹ còn cô đức là cô ở úc cho nên dạ. cái quan điểm của người úc nó khác Cái quan điểm của người mỹ nghe dạ. ở người mỹ á, là đi học là được quyền dẫn thầy vợ dạ chồng con cái cho nên thầy chấp nhận <laughs> dạ không 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 có vô hội trường cả. chỉ ở ngoài để Đắc cho mấy bé thôi tất nhiên là không có vô hội trường để đảm bảo cái công việc cho coi vợ học tập thì ông chồng đi theo cổ vũ và giữ con tốt cái đó là rất là tốt ha cho đi không sai cả vô rồi bây giờ có một cái câu hỏi của một bạn nó thầy ơi <laughs> Cái bạn này vô học Lấy cái bàn xoa bóp bấm quyệt Đóng 3 triệu Bọn em học cũng có 3 triệu Dạ đúng rồi Đó là sự công bình của Đức Chúa Trời Tại vì thầy học kinh thánh Chúa nói như thế này nè Buổi sáng chú mời một người vô Buổi trưa chú mời một người vô Buổi chiều chú ngờ mời một người vô Cuối cùng Chúa trả một đơn đi e thôi Cho nên nha, đó là sự công bình nha Bây giờ cái người nào không học Bây giờ tôi muốn vô hai học hai ngày Để tôi lấy cái bàn đó, để tôi hành nghề Thì cũng được không sao, bởi vì sao vậy Bởi vì họ quyết tâm họ hành nghề Mặc dù họ học hai ngày Nhưng mà sẽ, sẽ là họ học cả đời Có thể họ học trước đó Và sắp tới họ học nữa Ok, cho nên Ok, vậy thôi Đặt Lớp mình cũng bao, bao nhiêu Mà người ta ở đâu chạy vào học cũng bao nhiêu Amen <laughs> đó, là, đó là Đó là sự công bình của Đức Chúa Trời <laughs> Rồi dẫn theo tà, 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 chồng con rồi đi học rồi giữ em bé rồi cho vui tốt không sao hết cả dạ cái việc mà dẫn theo của bạn á thì em đồng ý em con với thực sự bạn ừ. à, thực sự thì buổi sáng thứ bảy đó là nó có cái khách sạn nó gọi là fully book có nghĩa là nó có mấy cái hội thảo quốc tế nữa với bạn nha thành ra thực sự là mình cũng không biết à, mà mình, đúng nghĩa là đứa cũng chưa chưa từng đến cái khách sạn đó À, lâu lắm rồi cũng không nhớ khách sạn nó như thế nào nhưng mà bạn phải nói chung là mình cũng không có đảm bảo biết là sẽ có cái chỗ nào yên tĩnh để cho em bé hay không thì chắc là ông xã của bạn sẽ phải uh, lo liệu cái tự lo liệu cái việc đó ha. Ừ. để đảm bảo dạ, là có một ơi. bạn hỏi. Dạ, ừ. có một dạ, bạn hỏi như thế này. Có một bạn hỏi như thế này. Thầy ơi thầy có dạy cái môn so bóp bấm quyệt mà rồi thầy có dạy cái môn chăm cứu ông thầy kỳ này thầy sẽ không có dạy môn chăm cứu thầy sẽ không có dạy môn chăm cứu là vì thầy dạy cái môn chăm cứu có thể các em sẽ sớm 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 quá đôi khi chăm cứu sớm quá thì nó sẽ không tốt đâu bây giờ các em muốn chăm cứu giỏi đó thì các em phải làm so bóp bấm quyệt trước để thuộc quyệt đi để thuộc quyệt thuộc đường kinh đi thuộc cái thao tác và trong cái môn qua, trong cái môn so bóp bấm quyệt thầy cũng hướng dẫn cho các em cái cách nhận bệnh rồi trong 12 cái bài giảng đó thì có một cái môn gọi là có một cái cái gọi là đạo đức của cái người làm so bóp bấm quyệt nguyên tắc và đạo đức đó, rồi cái thứ hai là kỹ thuật kỹ thuật có nghĩa là mặc dù so bóp bấm quyệt cũng phải cũng phải khám tổng quan họ và khi khám tổng quan thì ý ra mình cũng đã học tứ chẳng rồi mình cũng đã học uh, âm dương rồi mình học ngũ hành rồi do đó cho nên trước khi làm ông thầy thuốc đó, giỏi đó rồi trong tương lai chúng ta chăm cứu giỏi đó thì chúng ta sẽ học cái môn so bấm nguyệt trước còn chăm cứu đó là thầy đăng ký thầy đã ký rồi thầy đã ký kết với một cái trường cao đẳng y học cổ truyền rồi họ sẽ giúp cho chúng ta ai mà muốn sau này hành nghề đó thì sinh viên của mình chuyển qua bên đó họ sẽ giúp cho chúng ta giống như là để chúng ta có hai cái bàn vừa là cái bàn của trung tâm mà vừa có bàn y sĩ y... Ừ, cái bàn là tốt nghiệp cao đẳng y học cổ truyền đại à, cái gì vậy dạ thì cho em hỏi cái này À, là đẹp. em đang làm trong một phòng khám từ thiện ở quê em Thì với uh, em có xem cái phòng khám uh, ánh dương của thầy nữa uh, ừ. Thì nó sẽ có hai cái luồng ý kiến là chăm cứu trước hay là so bóp trước thầy thì lúc trước em có làm việc thì mọi người nói là khi ừ. mà so bóp trước thì dầu nó ấy rồi mình so còn nó ảnh hưởng tới khi mà mình chăm cứu còn uh, bây giờ em đi làm thì nhiều y sĩ và bác sĩ nói là mình so bóp trước cho nó giãn cơ rồi mình chăm cứu nó dễ hơn thầy giải đáp cho em được không ạ À, tức là bây giờ người hỏi là thầy ơi, cái này thì nó là một liên quan đến một cái câu khác. Nhưng mà nó là cũng liên quan đến sự sắp xếp học của thầy. Bây giờ ở trong y học cổ truyền, các cái khoa không dùng thuốc, thường thì nó có hai cái. Một là so bóp bấm huyệt, hai gọi một cách gọn nhất là bắt xa rồi hai nữa là chăm cứu hai nữa là chăm cứu như vậy có hai cái màu một là massage hay là chăm cứu vậy thì thầy ơi xoa bóp trước massage trước hay là chăm cứu trước thì thưa với em là một trong hai cái lựa chọn nào cũng được hết cả một là chăm cứu trước rồi xoa bóp sau hai là xoa bóp trước chăm cứu sau hoặc là làm một trong hai cái nó cũng hoàn toàn không ảnh hưởng như vậy tuy nhiên tuy nhiên tuy nhiên là giữa cái xoa bóp và châm cứu đó nó phải có một cái sự phối hợp bằng một cái gọi là cái phương huyệt phương huyệt đã bổ tả nó phải phối hợp lại ví dụ như bây giờ xoa bóp vào những cái huyệt nào châm cứu vào những cái huyệt nào Đấy. thì cái nào trước cái nào sau cũng được tùy theo cái phát đồ điều trị của mỗi ông bác sĩ khi mà ông đưa một cái y lệnh cho kỹ thuật viên là hoặc là cái phát đồ điều trị mà kỹ thuật viên nó nắm nắm bắt trong quá trình hành nghề mình có kinh nghiệm Đấy, đó là cái câu hỏi của em rồi quay lại tại sao thầy lại dạy cho các em cái môn so bóp bấm quyệt trước là thầy muốn các em thứ nhất á là làm cái đó nó an toàn nó dễ dù có giấy phép hay không có giấy phép thì cũng không ai nói nó khó khăn gì mình thứ hai nữa đó là cái so bóp bấm quyệt đó thì quá trình làm các em sẽ Học được nhiều thứ. Nhất là thuộc được huyệt nè. Thuộc được đường kinh nè. Nắm bắt được tình hình bệnh lý nè. Hiểu được phần nào đó. Rồi mình áp dụng cái lý thuyết của mình đó. Để mình đọc sách Mình học trong trường trung tâm của mình. Hoặc là mình học ở ngoài. À, Có cái tài liệu. Thì mình sẽ nắm bắt được. Với vì trong tương lai. Tất cả chúng ta. Sẽ tiến lên cái chỗ là trở thành. Một vị thầy thuốc. Đấy. Một người thầy thuốc. Một người thầy thuốc mà cái từ lương y bác hồ ngày xưa đặt chứ lương y lương y có nghĩa là người thầy thuốc giỏi à, chứ lương y là người, nghĩa là người thầy thuốc thuốc giỏi yeah. Đấy, rồi à, có một câu hỏi là thầy ơi chơi mỗi ngày nay em thấy người ta mua ghế massage nhiều vậy có gì với Trời, vậy có gì với người làm thầy ơi chơi mỗi ngày nay em thấy người ta mua ghế massage nhiều vậy có gì với người làm câu này khó trả lời quá vì không hiểu đọc nhưng mà không hiểu cái câu này nghĩa là sao ấy cho nên chưa trả lời được thầy ơi cho em mỗi ngày nay em thấy người ta mua ghế massage nhiều vậy có gì với người làm là coi như không không hiểu Nó trả lời không hiểu không hiểu cho nên phải xác định lại thì mới, mới trả lời được <cười> <cười> dạ thầy ơi thầy cho ở xíu ấy, em vẫn chưa hiểu cái cái chỗ mà ví dụ như là uh, mặc dù mình uh, ngay cái khó học mình uh, trong cái khó học là tụi em từ đầu tới cuối là sẽ có cái uh, học so bóp uh, bấm huyệt nhưng mà nếu như mà uh, cái đợt này mà chưa muốn làm á là không đăng ký học cái so bóp có bấm huyệt đợt này để lấy bằng á thầy thì cuối khó là tụi em chỉ được cấp cái chứng nhận uh, kia là tức là sẽ không có được hành nghề uh, của của so bóp bấm huyệt cả thầy là không không được không. cái Đi đó, không? đó nè. Dạ. nghe nói ừ. nè cái khóa học của mình nó sẽ nhận cái giấy chứng nhận vào cuối khóa cuối khóa và trong cái giấy chứng nhận của mình là có một cái giấy chứng nhận đó và đi kèm là cái bản điểm của các mô ok hiểu chưa? Lâu nay trung tâm của thầy dạy hai lớp, Hai dạy thầy như rồi. thế này, cái trung tâm dạy như thế này này. Thứ nhất là dạy một cái khóa lương y thừa kế bốn năm. Thứ hai là dạy những cái chứng chỉ, từng cái chứng chỉ, ví dụ như chứng chỉ so bố chứng chỉ spa, à, gọi là ba trị liệu, chứng yeah. chỉ chăm cứu chứng chỉ à, bầu bào chế thuốc đó thì có những người họ không có học hết cái khóa họ chỉ học cái môn so bóp công việc đeo ra hành nghề rồi đó thôi hiểu 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 ý, thầy nói chưa như vậy thì bây vậy giờ chị... riêng cái lớp của mình á riêng cái lớp của mình á thì các em học cuối khóa sẽ nhận một cái bằng trong đó tất cả các môn thì hết các em có cái môn nào thì các em hành nghề môn đó thôi vì nó có trang bản điểm mà hiểu chưa, hiểu chưa? Dạ em hiểu rồi à. em cảm ơn thầy Đâu, à. Nhưng mà bây giờ có một số em Đề nghị với thầy Thầy ơi bây giờ em muốn ra em làm so bóp bấm quyền sớm Cho em chờ 4 năm 3 4 năm Để lấy cái bàn kia ra làm Nó lâu quá mà em muốn, muốn làm cái cái Thì được thì sẽ học cái môn so bóp bấm quyền Và thầy sẽ cấp Nhưng mà để có cái giấy chứng nhận đó Thì phải đóng giống như các bạn kia Ở các cái khóa khác họ học 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 riêng thì họ phải đóng 5 triệu mấy đó Đấy cho trung tâm Nhưng mà riêng các em muốn thì thầy sẽ chia sẻ cho giảm đi một, một, một nửa tức là còn lại 3 triệu rồi thông thả chưa thông cảm chưa thỏa làm chưa Đang hiểu chết. chưa dạ em hiểu rồi em cảm ơn thầy ạ à. ừ. rồi có cái câu hỏi nào nữa không rồi bây giờ không câu hỏi thì thầy nói nè cái hôm 17, 18 đó, Thầy sẽ chốt lại rồi Thầy sẽ hướng dẫn cho các em làm lại Cái cầu so bốt. Vì có một số em đó, Thầy ơi em làm thế này Em làm thế kia Thì cái ngày đó thầy sẽ chốt lại Rồi thầy sẽ cho một số người đã làm có kinh nghiệm đó Thành công nó Sẽ chia sẻ cho các bạn Để cho tất cả chúng ta phải làm cho thành công Cái cầu so bốt. Bởi vì cái đó nó rất là quan trọng Mình để ở trong nhà Mình chữa bệnh cho người nhà mình chữa bệnh cho người thân, mình cho bạn bè, mình tạo lần những cái ảnh hưởng đi. OK. Ừ. Thứ hai nữa là thầy sẽ chỉ luôn cho cái 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 um... à có một câu hỏi này nữa này thầy ơi, em giờ hoàng em... Em... thầy ơi giờ em muốn cấp bằng nhưng chưa hành nghề so bóp bấm quyệt vậy, bằng có thời hạn vĩnh viễn không thầy? Để sau này em có thể bằng có thời vô thời hạn thầy không có giới hạn cái bằng này làm cấp trong bao bao năm ấy gọi là cái giấy này là vô thời hạn có nghĩa là được sử dụng lâu dài mà ok hiểu không cái giấy này là cái giấy chứng nhận để mình làm việc lâu dài mình xoa bóp bấm quyền để mình được cấp gọi là cấp mình đã học xong cái khóa đó rồi và để sử dụng lâu dài ok Trước đó mình ra mình bắt đầu mình bắt đầu khởi nghiệp bằng cái nghề so bóp bấm huyệt đó rồi gội đào rồi thẩu dược ngâm chân rồi nấu dầu gạo đào này bán cho người ta bằng những cái dầu gạo đào nó rất là uy tín bởi vì những cái cây thảo dược đó người ta sẽ một khoảng thời gian người ta rất là là, là rất là thích đúng không Đấy. thầy ơi bằng này chỉ có giá trị hành nghề ở Việt Nam thôi ở châu Âu á, thì cái bằng này mình có thể dịch ra mình dịch ra kèm với cái bản điểm nếu mà đi châu Âu thì thầy sẽ cấp thêm nhưng mà mà thầy sẽ cấp cái bằng là thầy sẽ cấp thêm chắc có lẽ cũng phải cấp thêm cho các em một cái bản điểm kèm theo với cái giấy chứng nhận tức là có cái giấy chứng nhận số so bóng bóng việt kèm theo với cái bản điểm hôm đó thầy sẽ sẽ, thầy, thầy, sẽ, có cái thang điểm kèm theo một cái bản điểm với cái giấy chứng nhận để khi mình đi ra nước ngoài mình có hành nghề đó thì mình đưa cả cả bản điểm rồi người ta rồi, rồi người ta cái còn cái cái đi bất kỳ một nước nào thì mình cũng phải chịu cái cái luật của cái nước đó nữa nha mẫu cái luật mình, mình là thầy ở tiểu bang nào à nếu mà sau này á mà em qua Mỹ á thì có thể là là kết hợp hoặc là làm được không ạ à? nếu mà em qua Mỹ đó thì thầy sẽ mở cho em một cái cửa hàng vạn xuân. Thầy sẽ mở cho em một cái phòng khám vạn xuân. Rồi thầy sẽ đưa cái thuốc của thầy cho em bán. Rồi em thầy sẽ chỉ cho em một số một cái công một số việc em làm. Ok. Dạ, yeah, em cảm ơn thầy Ở Mỹ nó có những cái đặc điểm, nó có những cái đặc biệt khác với mình, tức là nó không có nó không cần cái giấy phép con. Mở một cái công ty ra rồi là coi như nó mình có thể ví dụ như một ông bác sĩ ông có thể mở bốn năm cái phòng mạch không ảnh hưởng gì hết. Mỹ nó có cái điểm đặc biệt mà Để. nó có thể mở nó 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 hay lắm ở Mỹ nó cũng có những cái có những tiểu bang luật lệ nó cũng thấy thì có ý như khó nhưng mà lại lại là dễ mà nhất là thuốc nào nhất là cái thảo dược ở Mỹ thảo dược là năm bậc anh miếng mà họ phân chất ở trong đó nó không có quá chắc mà nó thành công dạ em cảm ơn vì... thầy thầy đang ở Atlanta hả thầy đang ở Atlanta qua Mỹ là liên lạc với thầy là thầy mở kỳ này về thầy sẽ mở cho hai em học trò của thầy ở tại Mayland một em và ở North là một em một cái cửa hàng vạn xuân rồi thầy sẽ chỉ cho các em làm một số các cái công việc ví dụ như bán thuốc bán thảo dược của mình nhập từ Việt Nam một các nước qua rồi bấm quyệt so bóp bấm quyệt cho họ không ăn nướng gì hết Đó. cái cái nghề đông y của mình đi đâu mình cũng sướng lắm mình đi đâu mình cũng sướng lắm hồi xưa ba thầy ông biết cái nghề đông y về bác sĩ đó ông đi vô trong tù đó đến khi người ta cho ông về ông đâu có thể về đâu ông muốn ở luôn trong đó tại vì ông về chưa chắc đã có bệnh nhân bằng ở trong tù sau bảy năm ông đi học tập cải tạo đó thế là ông vô trong đó ông làm thuốc ở trong đó đấy rồi về nhà sau khi mà về nhà rồi là người ta mời ông vô cái hội đông y như là hội đông y thì chính thầy là cái người mà học cái cái đức tính của ông thầy của cha mình là về cái ông ông ở trong ông dạy mấy cái ông đông y hết ai thích dạy đông y ông dạy trơn ông dạy rồi ông viết bằng ông ký bằng cho họ rồi ông đi tìm ông liên hệ tới cái xã rồi cái ông đưa vào cái hội đi học cổ truyền rồi của tỉnh của huyện rồi của xã rồi ông hội vô họ làm bởi vì sao vậy cái tiếng cơ sở đó không có thuốc á không có thuốc cho nên giải phóng về khó khăn mà có một người thầy thuốc mà biết nghề cứu cho đồng bao nhiêu thứ lắm cho nên cái nghề học cổ truyền của mình nó hay lắm mà bây giờ một thôn hay một số có một người cũng đã nhất là cái cậu giáo giác hơi rồi cô phải cho nó hay lắm nha cái cậu giáo nó hay lắm ha. ví dụ như mình đang mổ mà phải có những người uống thuốc đâu mấy đâu nè mà cậu giáo đâu hết bắp nguyệt nó hết rồi có những cái người mà nó như cái đau bông găng là nó làm sao bằng cái cái thuốc cầu so bốt của mình đó còn cái mà cái mà còn có một bí quyết nữa em là đi học vào bữa đó nhắc thầy cái bí quyết về cái chuyện xoay con cái cầu so bốt có một cái hay lắm à, bữa nào đi học phải ra nhắc là thầy chỉ nhất là những cái bệnh thoái quá cột sống tắc lưng thoát vị đi đệm rồi đó khó trị lắm nhưng mà đông ai nó hay lắm cái cộng xoa bốt của mình xoa hoài vô rồi cái cộng với một số các cái bột tấn ra cái lót vô nằm thôi hay lá cây lót vô nằm chữa bệnh gì hết Như cái lắm mà cái người thầy thuốc đông y nó hay là vậy nè cái, cái, mình học thì nó nó dạ, đơn giản vậy Mà khi mình cho người ta uống thuốc đó thuốc nó thấm vào cái cơ thể của họ, họ uống nhiều á. nó thấm vào cơ thể của họ khỏe lắm họ khỏe cái sao họ quý quá cái đời con đời cháu họ cứ giới thiệu tới mình hoài thôi cho nên cái thầy thuốc đồng y đó có những người cái lâu lâu cái mình thấy có những cái vùng có những cái ông thầy thuốc nổi tiếng tứ phương tập trung tới Hấu thuốc hấu bàn của họ là vì cái cây thuốc nam nó hay các em thấy nghe cái bệnh ung thư chữa lành được chữa lành thì phần lớn là thuốc nam đó mà thấy nghe cái chữ ồ cái chị đó cái anh đó cái chú đó cái bác đó ông bị ung thư bớt đó là vì ông uống thuốc của cái ông thầy đó phần lớn nghe như vậy chứ ít khi mà mình nghe là chữa lành ung thư mà được ung thư mà chữa bởi những thuốc thuốc tay thu bởi vì vốn ung thư là nó kỹ về hóa chất mà thuốc nam thuốc đông y là nó không có hóa chất cho nên là cái cái việc mà mình học một cái nghề đông y là thật là có phước hạnh vô cùng mà đâu phải đông y trị bệnh không đâu đấy như tu tu yên là có mấy chục cái sản phẩm ở chứ không phải một cái sản phẩm nào. À, Thơ thầy mâu dược liệu thực hành thứ bảy này không được vào học thầy dạy trực tiếp thì online có nắm được kiến thức không? Thật ra thì bây giờ các em cứ nghĩ nha, hiện nay hình như có một số trường ha hai phái ông cô đức, có một số trường là cho online được học khoảng mấy chục phần trăm thôi đúng không? Đấy nhưng mà bây giờ kết cố của mình một trăm phần trăm mà bây giờ có hai ngày thực hành thì tay thực tế có hai ngày thực hành mà các em không có đi dự điều đó chứng tỏ là các em mà coi như là coi như là mình tới một trăm phần trăm online thì đâu có chất lượng bạn nào chính vì cái chỗ thầy sợ không có cái chất lượng thầy mới tranh thủ mình về về sài gòn mà mới mở cái lớp thực hành là giải đấy đó thực hành tức là thầy cũng suy nghĩ làm sao cho nó có cái thực tế một chút online về phương diện lý thuyết nhưng mà có một số chúng ta phải thực hành chứ. Vì nó nói là một cái việc một cái nghề mà. Đó. Em hỏi cái câu hỏi như vậy đó, thầy trả lời như vậy đó ha. Thầy trả lời như vậy là có nghĩa là em nếu em đi được thực hành thì nó vẫn tốt hơn mà. là em học online, hiểu không? Thì lâu nay chúng ta online rồi. Dạ, yeah, tại em ở nước ngoài không sắp xếp về được thì cái đó quá đây là cái trường hợp đặc biệt mà gọi là cái trường hợp đặc biệt cũng giống như mình học toán ngày xưa vậy nó có những cái trường hợp đặc biệt thì mình cũng phải có những cái thì mình phải đây là trường hợp đặc biệt loại sĩ thì uh, nếu ở nước ngoài thì thì hầu là điện cho thầy ha khi là thầy về điện cho thầy rồi thầy chỉ chỉ, chỉ thêm thôi có những em nào cần riêng đó, thì chịu khó điện cho thầy rồi hoặc là nhán. nhưng mà nếu mà thầy có quay đó trôi qua cái tin nhắn thì cũng đừng có buồn điện lại nhắc lại nha chứ bởi vì một ngày như vậy là thầy xử lý tay 300 cái tin nhắn không phải riêng cái lớp của mình không mà còn nhiều cái mối quan hệ khác nữa nhất là về vấn đề tôn giáo nữa trong tôn giáo thầy cũng là một ông hậu trưởng của tới sáu bảy cũng cũng bốn năm ngàn người vậy đó giống mít à bốn năm tính ngàn hữu gì đó do, với, giờalfa, đúng, do đó trên đây các em nhiều khi nhán qua thầy không có trả lời kịp thầy có trâu đừng có buồn nghe nhắc đi nhắc lại dùm nha ok nó trước để ít bữa nữa coi có... tại sao thầy điện mà thầy không bắt máy rồi nào kia à thầy ơi muốn mở ba dưỡng sinh trị liệu thì cần bàn gì à có cái bàn ba trị liệu với cái bàn so bóp bấm quyệt đó thầy có bàn so bóp bấm quyệt với cái thằng ba trị liệu việt á cái giấy chứng nhận đó là mở thôi hai cái đó cái phối hợp đó là mở thôi à thầy ơi so bóp có phải là kỹ thuật dễ cơ không rồi thứ bảy thầy phát cho một cái cuốn sách có một cái tay là kỹ thuật so bóp bấm quyệt hiện đại kỹ thuật so bóp bấm quyệt hiện đại hiện nay hồi in rồi thầy à, cho em hỏi cái vụ ghế massage thầy Ờ, cái uh, cái đó người ta mua mấy cái máy mắc tiền vậy nó nó mắc xa vậy nó có hiệu quả hơn so với người làm không thầy em thấy có bạn trả à. lời nó không nhưng mà em không biết à cái bây đó giờ là... như thế này em ơi em à dạ, có những dạ. cái máy có những cái máy, á, có những cái máy á, nó nó hơn con người nhưng mà có những cái máy nó không bằng con người à, thầy nói như vậy hiểu không như vậy thì bây giờ cái máy massage đó thì chắc chắn nó không bằng con người massage nhưng mà nếu con người massage mà không nắm cái kỹ thuật massage đó thì đôi khi nó tệ hơn cái máy hiểu không nó nó thầy nó có hiểu không tức là cái máy đó nó có thể hơn con người bởi vì khi chế ra cái máy đó là người ta đã đã chế cái máy nó tương đối là nó đã tốt rồi đó nó sử dụng được rồi đó nhưng mà chắc chắn rằng cái máy đó nó không tốt bằng con người kỹ thuật viên massage nhưng nếu kỹ thuật viên massage mà không nắm vững nghề nghiệp thì sẽ tệ hơn cái máy. Dạ em hiểu rồi cảm ơn thầy. Ừ. Rồi bây giờ mình nghỉ nha, mình nghỉ ha. Hôm nay mình sẽ đáp một số các cao các hỏi thái của đức của nào, của ngủ lên ngủ xuống sẽ toàn nghiệp quá. <laughs> nghỉ, cho em phải là thứ tư này mình sẽ làm gì? Thứ năm này mình tiếp tục học cái môn dược dược liệu. À, rồi, thứ rồi. năm mình học cái môn dược, tức là cái thứ ba, thứ năm vô học, thứ ba, thứ năm vô học. Còn cái thứ ba Nhưng cái mà thứ chủ nhật là mà cái. Thứ năm này sẽ là ừ. buổi cuối cùng. Sau đó mình thực hành và sau đó là mình qua cái rồi, phần báo cáo Qua cái ba, bằng âu à, ok. Rồi. Qua môn dược. Dạ. Rồi, ok. Rồi giải nha. Yeah. Rồi bài chào tất cả các, à, chúc một cái, chúc à, ngủ ngon nha dạ em dạ. cũng đã vậy thì, yeah. uh, thì yeah. vâng à, thầy chào cô, cô chào các bạn cảm ơn thầy cảm ơn cô dạ. Yeah. Yeah. cảm ơn thầy cảm ơn, yeah. cảm ơn cô yeah. cảm ơn cô ngủ ngon Lan ơi, Lan ơi, Lan check inbox cho chị về nha Lan nhá. Alo, Ngọc Lan ơi. Là chị dạ, Zigo phải dạ, không? Dạ rồi. Hả? Hay không sao đó? đó? Nhá, chị nhắn, nhắn nhắn Zalo Ngọc Lan check inbox cho chị về nhá. Xin chào <laughs> thầy cô, chào anh chị. Rồi, chào dạ, mọi người nha. Rồi em nghe nhé chị ơi, để tí để em xem ạ. À. Em xem cái gì? À, em chào thầy cô.